Báo với mẹ là chỉ gửi quà Tết từ nước ngoài về, còn bản thân thì không thể về. Anh chàng bí mật hồi hương và tạo bất ngờ khiến cả nhà vui không nói nên lời. Chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao? Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta. Hello. Quack, quack.